Thông xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay hai anh em ở nhà làm món các bạn ơi. Hôm nay mấy con rắn bữa hổm mà mấy anh em bắt được đó các bạn. Mấy rắn lãi bữa hổm nè, ghi bắn gáo đó. Mấy anh em bắt bữa hổm còn rộng tới bữa nay các bạn ơi. Hai anh em bữa nay mằng rắn này làm món làm xương xương nha các bạn. Bữa nay sư phụ đi xuống ghe có công việc các bạn ơi, xuống ghe coi ghe rồi. Nên hôm nay hai anh em ở nhà làm món rắn làm gì anh hai? Xúc bánh đai. Rắn bầm xúc bánh đai nha các bạn. Bữa nay hai anh em tạo sự bất ngờ cho sư phụ luôn. Để tới chừng mà sư phụ đi về cái đầu cho sư phụ dọn cho sư phụ giật mình chơi. Tại bữa nay sư phụ đi không có này. Quay ngoài đồng được làm món ở nhà nên rắn mình bữa hổm nên rắn bữa hổm bắt còn rộng lại đó các bạn, nên hai anh em ở nhà bữa nay làm món luôn các bạn ơi. Không có sư phụ về cái đầu, hai anh em ở nhà làm với thêm ớt này nữa anh hai. Như bữa hổm đặt lập ếch có mấy con ếch chết nữa bạn. Mấy ếch nó bị ăn no mồi quá nó chết á. Rồi mấy anh em mằn để lại bỏ tủ lạnh, bữa nay đem ra làm luôn bạn ơi. Ếch chiên nước mắm luôn. Bữa nay sư phụ về cái sư phụ phải hết hồn cho coi nè. Rồi, giờ mằn gắn anh hai ơi. Đây. Mấy con rắn anh đang mới trụng nước sôi xong bạn ơi. Giờ mà trụng nước sôi xong cái mình vuột cái da nó ra bạn. Vuột cái dãy nó ra. Mình còn được mấy con anh hai? 4-5 con. 4-5 con các bạn. Rắn này thì không có được bự gì mấy đâu các bạn ơi, bởi vì mằng lần 4-5 con ăn mới đủ. Mình mằn ra cái đầu mình bầm hết này, bầm nhuyễn nè. Một con cái lẹ các bạn, nhấp nháy là anh hai đã làm xong một con. Này, mình trụng nước sôi cái lột nó mau ha, dễ lột. Tuốt cái ra. Bữa hổm bắt cũng nhiều bạn. Bữa hổm mấy anh em về làm sạch hết 3 con này nướng rồi. Nướng hổm ăn đảo quá. Về bữa nay mấy anh em không có đi săn được bạn. Sư phụ đi xuống ghe có coi ghe có công việc thì nên hai anh em ở nhà cũng không biết làm gì. Bắt mấy con rắn ra bầm xúc bánh đa, tạo sự bất ngờ đãi sư phụ. Không biết về sư phụ có bất ngờ không hay là sư phụ nói hai mày thấy tao không có nhà, hai mày làm món dữ ha. làm cũng đợi sư phụ về nó ăn chứ. Đây này mình làm là về để sư phụ về cái mình dọn ra nha các bạn, dọn ra cho sư phụ bất ngờ. Rồi, rắn anh hai mới mằn xong luôn bạn ơi. Dọc bằng dàn xương. Dàn xương nghe nha các bạn. Mình cắt khúc ra, mình lấy cái chày đâm tiêu các bạn. Dằn ra cho nó xương nó nát ra các bạn. Cho nó mềm rồi, mình bầm cho nó không bị xương á. Làm này nó hơi công phu một chút nha các bạn, nhưng mà ngon. Có 4-5 con rắn là gỗ luôn nha các bạn. Làm khúc. Bây
bữa nay không làm gì, mấy anh em làm món nhậu các bạn ơi, làm sương sương luôn. Bữa nay anh Hai nói bữa nay nhất định phải điện Quế xuống cho anh Quế long về anh bữa. Dằn ra trong một hồi của mình bầm đó nha các bạn, bầm cho nhuyễn ra luôn. Nãy giờ anh Hai dằn xương rồi nha các bạn, giờ thấy mình bầm nhuyễn ra nha. Đóng thịt luôn các bạn ơi, bầm nhuyễn ra hồi đó mình xào với đậu phộng các bạn, với lá lốt anh Hai. Dạ. Chút nữa mình đi bẻ lá lốt luôn nha các bạn. Chút nữa ra bẻ lá lốt mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Giờ mình đi bẻ ít lá lốt nha các bạn. Mình đi qua nhà của bác Bảy của mình nữa các bạn. Là bác Bảy là ông Dượng của anh Phương đó, có trồng rau các bạn, rau quá trời rau luôn, rau nhái ở đằng kia là rau nhấp cá nữa các bạn. Đây mình tới chỗ hái rau lá lốt các bạn ơi, quá trời lá lốt rồi, thanh lâm hết trơn các bạn. Gắn bầm nhuyễn người lá lốt mình cũng bầm nhuyễn luôn nha các bạn. Này, mà hai cái thứ trộn chung nhau mình xào các bạn ơi, quá trời đám lá lốt non tươi tốt luôn. Nhưng mà rau đồng nhiều lắm, ở gần nhà nhiều lắm bạn ơi, quá trời luôn, nhiều quá hết cái đường hái luôn. tay thì đang hái, mặt thì nhìn vô camera các bạn, đừng coi máy nó có bị rung bị lắc bị gì không bạn, lỡ quên mà cặp bên có cây cỏ là hái lộn cây cỏ vô bầm ăn đã luôn. Rồi nãy giờ mình hái được nhiêu nữa bạn, hái được hơn nửa gỗ luôn bạn ơi. Nãy giờ anh đang ở nhà bầm gắn nha bạn, đang ở nhà bầm gắn thì mình đi hái lá lốt và bầm gần xong nữa bạn ơi, nhuyễn nhừ luôn, qua đã. Bữa nay phải tạo sự bất ngờ và bồi dưỡng cho sư phụ mới được bạn ơi, hôm nay sư phụ bận quá. Nhờ anh đang anh bầm gắn mình đi hái rau, giờ mình rửa rau nha các bạn. Rồi giờ gắn đang đã bầm nhuyễn hết trơn nha các bạn, rồi lá lốt cũng bầm nhuyễn hết trơn rồi, gắn với lá lốt mình để đây mình làm sao nha các bạn. Giờ anh Hai đang chiên ếch trước bạn ơi, ếch mình chặt ra khúc khúc gì nè, cái mình bỏ lên mình chiên cho nó chín trước các bạn. Ê coi chừng nóng. Chiên cho nó vàng lên hồi cái mình, cái này là ếch mình chiên nước mắm nha bạn. Bữa nay sư phụ về là bất ngờ cho tôi. Đây.
giờ anh đang đánh chiên ếch xong rồi các bạn. Giờ tới anh xào gắn nha. Thử mở tỏi nữa các bạn. Giờ đưa gắn vô anh xào. Quên cục mình như cá chả luôn á. Quay chút xíu mà. Nếu là quậy xíu là tan hết nha các bạn. Chảo chà quá luôn. Ôi ôi, cái mỡ tỏi bỏ vô cái nó thơm. Chưa phụ cái gì nào giờ đâu. Cái chừng nào sư phụ về tới đây mình canh canh sao sư phụ gần về tới cái mình đem ra cái là nóng hổi vừa ăn vừa thổi luôn. Xào xong cái bỏ lá lốt vô cái nơi xong bắt đầu mình cho lá lốt vào bạn ơi. Bỏ vô cái có màu mè liền ha. Nãy giờ xào nó cũng khô cũng chín nữa bạn, nên giờ bỏ lá lốt vô. Thơm quá anh hai ơi. Thơm không? Thơm tới tài luôn. Quá đã. Thôi nữa mình bỏ đậu phộng vô nữa nha các bạn. Lá lốt đã thơm rồi, giờ thêm đậu phộng cái nữa là quá thơm luôn. Đó. Ồ rồi cái này mà cầu mà 2-3 dĩa luôn chứ một dĩa cho hết. Cái này chắc lấy dĩa hột cài ra đựng quá. Đâu phải ít rau mấy dĩa ít được. Rồi là có 4-5 con rắn nó một cỡ đó. Rồi. Món rắn xào lá lốt đậu phộng đã xong nha các bạn. Giờ tới phần ếch chiên nước mắm bạn ơi. Ếch này nãy mình chiên cho nó vàng rồi các bạn. Giờ anh hai bỏ lên chiên. Ếch chiên nước mắm mình gồm có cái gì anh hai? Nước mắm với củ hành, nước hành không có gốc hành thì mình lấy củ hành thôi. Củ hành ha. Củ hành tây nha các bạn. Cắt ra cục cục nhỏ vậy đó. Xào chung nhau. Cho cái chiên nước mắm vô. Nước mắm nha. À, chiên nước mắm phải có nước mắm nha. Ngọt. À. Ờ. Ờ được củ hành vô đây. Thơm. Bữa nay là tạo sự bất ngờ hoành tráng đối với sư phụ luôn. Nói sư phụ có khen không hay là về la anh cái hàng này nó thấy đưa quá già lòng thành quá trời. Muốn ăn chín thì cho nó chín chút, còn ăn sống thì cái này là vừa. Quá thơm luôn bạn ơi. Rồi rồi xong. Nghe tiếng xe sư phụ về tới luôn vậy anh hai ơi. Chắc gì nghe tiếng xe về tới luôn cái gì đó. Quá hoành tráng rồi bạn ơi. Này sáng giờ mình đi ra ghe của mình á, mình đi chợ luôn. Ở nhà thông đen quá, chơi cái món này làm mình bất ngờ quá. Về tới cái giờ mình thấy mấy anh em đang làm cái món rắn xúc bánh đa các bạn. Ở đây thêm ếch nữa chứ. Ếch chiên nước mắm. Ếch chiên nước mắm nữa. Hoành tráng luôn, bánh đa này bảo đảm luôn, chắc quế đem xuống nè. Chắc ăn luôn. bữa nay mấy anh em làm mình hơi bất ngờ các bạn. Hẹn hò với nhau sao mà mua bánh đa gì làm món rắn này. Mình đi chợ về dòm thấy đang lụm cụm trong bếp về vô dòm cái quá rồi. Sớm mà bạn tính anh hai rồi nó bữa nay vô phụ đi, hôm nay mình làm món tạo bất ngờ. Làm thấy rồi. Thấy quá im luôn các bạn ơi. Không ngờ mấy đồ đệ mình bữa nay chơi cái món này quá im. Lắm rồi mình cũng thèm thèm nói xúc bánh đa bữa nay đi chợ về nhà mấy đồ đệ làm liền ta. quá im xúc liền nghe sư phụ thèm là làm liền
làm quá đã luôn mới ghê. Về tới thấy nói sao bánh đa đâu ở trên giạc, vô thấy mấy anh đang lụm cụm rồi quá im rồi. Này đang chơi nguyên dĩa này hết mấy rắn luôn không đang? 4 con. 4 con hả? Quá đã. Còn chơi dĩa chà bá. Dĩa chà bá này ăn sao hết? Lá cách thôi đang. Lá lốt. Lá lốt hả? À. Bầm bầm lá lốt. Bầm lá lốt xúc bánh đa ha. Thơm hơn lá cách nó thơm bằng lá lốt. À. Này chỉ có trên quế mới có. Quế mà. Đập đá. Tuốt trên đập đá chỗ nó bạn ơi. Cách cũng nhà quế xuống đây. Cách chục 7 cây hả? 7 cây số trên đập đá chả nó mới có bán cái này. Còn mình muốn mua là phải đi ra tới chợ mới có đó nha. Nó nói vô cái đi chạy đứng lên. Vô. Anh Quế xuống tới đây là nghe cái mùi vào lên là sải rồi. Vô các bạn ơi. Đây 4 anh em với Dượng mình đó bạn. Dượng mình thì uống không được các bạn cũng biết rồi đó. Thì có gì ngon ngon thì của Dượng qua ngồi ăn rồi vui với mấy anh em. Thưởng thức. Không lấy cái muỗng không, lấy cái muỗng xúc chứ. Ừ. Đây nè. À, xúc hả? Bây giờ lấy cái muỗng xúc cho Dượng kìa. Ủa chén ổng kìa. Mày cái xúc kìa. Thôi, mình cũng xin mời các bạn luôn nha. Bữa nay hơi bị bất ngờ với mấy đồ đệ mình các bạn ơi. Được không sư phụ? Quá im luôn rồi. Mai mốt rồi lỡ rồi sư phụ có đi chợ hay đi gì đó đừng làm gì nữa. Làm gì nữa là ngại lắm à. Đây các bạn ơi, dùng mình miếng gắn bằm xúc bánh đa. Góp nghe đi rồi, chiều nay mới đi gắn răng mà. Bữa nay nghe thoải mái đi. Mai chiều nay gắn răng rồi mai là phải cẩn thận nha. Rồi, xin mời các bạn ơi gắn xúc bánh đa. Ồ, cắn gốc ghê. Bây giờ. Không cũng xin mời cô chú và các bạn, cô chú anh chị và các bạn dùng với thông miếng gắn xào xúc bánh đa nha. Trúng mục tiêu sướng chứ đâu. Em ha. Giờ anh ấy dưỡng múc cho dưỡng dạ đây này cũng khoảng hả ớt các bạn ơi. Này món ớt chiên nước mắm nha các bạn. Sớm anh bỏ tiêu nguyên hộp không á, xúc làm sao ngay chăn lắm tiêu là no luôn. Lâu nó mới ngon để vị đó ăn mới sướng quá. Bữa nay hoành tráng quá các bạn ơi. Vô cái đây rồi đặng lên xúc chứ để hồi quá đà. Được đó, cái này được nè. Sư phụ phải hoành tráng như vậy. Vô các bạn ơi. Vô các bạn. Mình xin uống ly này chắc mình xin dựng máy luôn các bạn. Ăn miếng đi chợ về cũng hơi đói đói mà vô thấy cái mùi thơm quá thơm rồi. Chịu không nổi. Sư phụ mà đi chợ phải ăn đúng không, để đệ tử ở nhà nhịn đói rồi tự gán làm để đợi sư phụ về. Ông chạy xiết về nè, làm như nó có cái mùi nó bay ra tới chợ vậy á. Tưởng bữa nay về ăn cơm với cá kho nữa rồi chứ. Ai ngờ có mồi bén các bạn ơi. Quá im. Lên. Thử miếng sư phụ ơi. Sáng chạy xuống coi người ta đóng cái ghe mình tới đâu các bạn. Còn vài chi tiết nữa các bạn ơi. Phải đi mua dây cho người ta làm cái lái ghe. Dân thắng hồ hành nhận. Dạ, lại. Không phải con béo. Chừng cứng quá. Ai thử miếng ơi. Miếng củ hành có thai mày đó ngọt
Chưa nãy giờ chưa đụng nha. Chưa đụng bạn. Anh xào, anh đâu có xào cho chín quá đâu, anh xào gì. Các bạn ơi, còn sống nữa. Xin mời các bạn nha. Miếng rắn gáo. Rắn bằng súp bánh đa. Ok, miếng bánh đa cũng thay thế cái muỗng nha. Kéo vô hộp đậu phộng với hộp tiêu một cái nữa. Tới luôn. Thơm thơm mà cay cay á. Đa giòn dữ nè. Đa con quế nè. Này con quế. Có con quế không có món này nha. Nhớ cứ bánh đa. Này có dằn dữ không đem mà nát dữ nha. Anh dằn xong rồi anh bầm nữa. Dằn xong rồi bầm nhuyễn luôn. Đó ngon, vô cái. Dạ, dạ. Vô. Này cái xin mời các bạn. Vô bạn ơi. Vô bạn. Vô thường cái. Xíu nha. Xíu. Cái kia thử lại chưa? Chưa. Em xạc rồi chưa thử. Thử lại cái. Cho nó thử lại có gì có. Cái cái sau này nó nằm ở trên. Dạ. Cái này nó nằm ở dưới nó nhỏ. Để lâu nó thì ngọt. Món này thấy em quá bạn ơi. Ai cũng sơm vô đây hết trơn. Hết. Thế quá. Em đang hết. Ai ớt có cả củ hành kìa, hay hành im quá. Xin miếng củ hành nha đang. tự nhiên. Bây giờ phải xin đồng hoàng cái này dành riêng nha, đang đó. Không chỉ ăn hết thì được nha mà ăn hết củ hành là không được đâu đó. Hết củ hành dặn à. Dạo tàn hành không chết luôn, quá ngọt luôn, đã buồn ghê vậy, không có vợ bỏ ghẹo tối ngày. Có vợ đi ra gắng tranh thủ đi rồi ghét mời có vợ nè, mời có vợ. Mời có vợ giống như đi chợ hả? Vợ giống đi chợ. Mời có vợ bữa bán hết, tôi thấy con cái cô bán cá dần hoài luôn á. Cái cô mà bị bảo vệ ruột kia rồi uống tiếp đó trời. Chắc là để từ vào đó gì á. Từ ngày đó tôi đi nhớ cô Hoài. Nhớ cô Hoài. Yeah. Xin mời các bạn, các bạn. Vô bạn ơi. Mời bạn nữa bạn ơi. Đi mà. Nay được mấy đồ đệ đãi cho ăn cái món này quá ngon các bạn ơi. Dư thời gian làm quá kỹ luôn. Bầm nhuyễn quá ngon. Làm canh mà vậy mai mốt mà giả bộ đi chợ quá. Sư phụ cũng hay nha, mới vừa vừa chín là sư phụ vừa về tới luôn, hỏi mùi luôn à, nghe tiếng xe thắng lại gói gà nữa nè, sư phụ về tới rồi dọn luôn. Nói chung là lắm rồi mà lấy cái ba chút này ngon ha. Dạ. Dạ có đậu phộng á. Ăn vô nó thơm. Ừ. 4 con và 1 dĩa hoành tráng chà bá. Quá nhiều hả? Quá ký lô rồi mà. Nếu nào gỏi gà này ba cái phẩm này kia ký lô thì. Ừ. Thêm rau rồi thêm đậu phộng nữa. Nhuyễn luôn á. Nhuyễn luôn. Hàng đang bỏ miệng nó nhai nhãi ra biết nè. Dân giả thì ra nổi. Hay quá hả? Nói chứ đừng lại đi đang. Dặn hay đó. Không, lúc mà anh mới bỏ vô xào là như cái chả luôn á, quến lên cục luôn á. Anh xào hồi cái nó nhuyễn nhừ ra là. Biết mày càng giả tao mới nói vậy chứ mày. Như xin mời các bạn luôn. Dạ, mời bạn luôn bạn ơi. Vô bạn ơi. Chắc mình cũng xin mời các bạn ly này nữa, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Thì bữa nay mình có việc phải đi chợ rồi phải mua ba cái đồ lặt vặt để cho người ta làm ghe đó các bạn. Nên sớm mình đi mấy anh em ở nhà đến đâu rồi giờ này là chuẩn bị đồ đạc này kia chứ ai ngờ
nhà làm cái món này quá chị em luôn, làm mình là hơi bất ngờ đó bạn. Giờ tính rủ mấy anh em đi làm, xong rồi giờ thấy món này nó sáng giờ đang với Thông quay làm món rắn xúc bánh đa nữa bạn, thì cái đó cũng được clip là cho mấy anh em cũng khỏe. Chiều nay được nghỉ ha, bây giờ mình chơi cái này xong chắc cũng phải làm gắn chiều quế nha, gắn tới tí ha, gắn đưa gước anh quế nhiều nhiều chút. Mình cũng tranh thủ lẹ lẹ về đặng mấy anh em đi kiếm cái gì để làm quay một clip các bạn. Nhưng mà về Thông với đang cũng làm sẵn cho mình rồi, dọn lên anh em làm sương sương cái nữa cũng có clip đăng cho mọi người xem. Thì nói chung là hơi bất ngờ mấy đồ đệ mình làm cho mình buổi tiệc hôm nay, cũng như là đãi tiệc sư phụ đi vắng. Về tự nhiên có mồi bén các bạn ơi. Thôi giờ xin mời các bạn nha. Dám thỉnh quế xuống tới đây luôn á. Alo, alo anh quế, anh quế bữa này rủ xuống đây tạo sự bất ngờ cho mình quá. Không, mang cắt. Hàng chi? Trời ơi, nãy đang nằm nhà điện nói mua bánh đa xuống quế hay làm gì? Xuống đây để có một chuyện. Thôi, giờ mấy anh em xin chào các bạn nha. Chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thôi vô cái đi. Vô cái nè. Vô cái nè. Không, vô cái chưa không? Vô cái đó để tắt. Ngon quá, ngon mà. Cái này ngon quá. Không không cho vô chạy trước mà. Dạ dạ dạ. Quế không có cho tắt rồi bạn ơi, phải uống thêm ly nữa mới được ta cúp máy nha bạn. Nha. Được rồi. Lần này nó qua tô hả? Không phải qua tô mà nó qua cái cử. Qua cái cử. Bốn thêm ly uống cái ly này. Luôn mình đó. Nhớ nha, mày mốt điện anh Quế ơi, mua bánh đa là nhớ nha, là có món rồi đó.